Thông tin cập nhật mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Tết năm nay sẽ đặc trưng theo từng vùng miền, với cái rét ngọt ở miền Bắc trong đêm giao thừa, mưa xuân ở miền Trung và miền Nam thời tiết nắng giáo. Trong dịp Tết Nguyên đán, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn dự báo miền Bắc tiếp tục chịu tác động của không khí lạnh với nền nhiệt độ ở mức sấp xỉ trung bình nhiều năm. Vào dịp Tết Nguyên đán, từ 19 tới 24 tháng 1, tức từ 28 Tết đến mùng 3 Tết, không khí lạnh tiếp tục bổ sung xuống nước ta. Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh miền Bắc tiếp tục trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ sấp xỉ so với trung bình nhiều năm, kèm theo mưa nhỏ, mưa phùn. Cùng lúc, Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trời rét. Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ mưa rào rải rác trong những ngày Tết. Tại Nam Bộ, người dân trải qua kỳ nghỉ Tết với thời tiết thuận lợi khi nắng ráo vào ban ngày. Chỉ một số nơi có mưa cục bộ vào chiều tối, cần lưu ý hiện tượng chiều cường cao điểm trong tháng 1. Thưa quý vị, sáng nay mùng 9 tháng 1, Sở thông Vận tải Hà Nội đã chính thức tổ chức lại giao thông khu vực nút giao ngã tư Sở thuộc địa bàn quận Thanh Xuân và Đống Đa, thành phố Hà Nội nhằm phục vụ công tác chuẩn bị thông xe đường vành đai 2 vào ngày 11 tháng 1 tới. Thế nhưng ghi nhận trong sáng nay, tình trạng ùn tắc vẫn xảy ra, nhiều người đi ngược chiều tạo ra cảnh tượng hỗn loạn tại khu vực này.